Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hãy chuẩn bị cho một cuộc hành trình khám phá sâu vào rừng rậm nơi bí ẩn và hoang dã ngự trị. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một trong những loài động vật quý hiếm nhất, sinh vật huyền thoại trong thế giới tự nhiên, chó sói đỏ. Chó sói đỏ, hay Canis rapus, là một trong những loài sói quý hiếm nhất trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về loài sói này trong video ngày hôm nay. Chó sói đỏ có bộ lông màu đỏ nâu đặc trưng, đôi tai dựng đứng và đôi mắt sắc bén. Chúng có hình dáng thanh mảnh hơn so với chó sói xám, nhưng vẫn rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Với chiều dài cơ thể từ 1 đến 1,3 mét và cân nặng khoảng 20 đến 36 kg, chó sói đỏ có kích thước nhỏ gọn nhưng đầy sức mạnh. Bộ lông màu đỏ giúp chúng ngụy trang hoàn hảo trong rừng rậm. Chó sói đỏ thường sống trong các khu rừng rậm và vùng đầm lầy, nơi có thảm thực vật dày đặc và nhiều loài con mồi. Chúng thích nghi tốt với môi trường ẩm ướt và rừng rậm của Đông Nam Hoa Kỳ. Mặc dù chủ yếu sống trong rừng rậm và đầm lầy của miền Đông Nam Hoa Kỳ, chó sói đỏ có khả năng thích nghi cao với nhiều loại môi trường khác nhau. Chúng có thể sinh sống trong các khu vực đồi núi, vùng đồng cỏ và thậm chí là các khu vực ngoại ô, miễn là có đủ thức ăn và chỗ ẩn náu. Chó sói đỏ có khả năng thay đổi màu lông tùy theo mùa. Vào mùa hè, lông của chúng thường có màu đỏ nhạt hơn, trong khi vào mùa đông, lông trở nên dày và đậm màu hơn để giữ ấm và ngụy trang tốt hơn trong môi trường rừng rậm và tuyết. Chó sói đỏ là những thợ săn bậc thầy, chủ yếu săn các loài động vật nhỏ như thỏ, chim và đôi khi cả hươu. Chúng có khả năng di chuyển nhanh nhẹn và săn mồi hiệu quả trong rừng rậm. Chó sói đỏ có cấu trúc xã hội rất phức tạp. Chúng sống theo bầy đàn nhỏ, thường gồm một cặp cha mẹ và con cái của chúng. Điều này khác biệt với nhiều loài sói khác, nơi bầy đàn có thể lớn hơn và có nhiều cặp giao phối. Sự chăm sóc con cái không chỉ đến từ cha mẹ mà còn từ các anh chị lớn hơn trong đàn, giúp tăng cơ hội sống sót cho các con non. Chó sói đỏ có một hệ thống giao tiếp phức tạp bao gồm tiếng hú, tiếng sủa và ngôn ngữ cơ thể. Tiếng hú của chúng đặc biệt và có thể vang xa hàng dặm. Điều này không chỉ giúp chúng liên lạc với nhau mà còn cảnh báo nguy hiểm và định vị lãnh thổ của mình trong rừng. Chó sói đỏ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, giúp kiểm soát số lượng các loài con mồi và duy trì sự cân bằng trong tự nhiên. Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với nhiều mối đe dọa từ mất môi trường sống và sự săn bắt của con người. Chó sói đỏ đã từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 20, nhưng nhờ vào các chương trình phục hồi và bảo tồn, quần thể của chúng đã có những bước phục hồi đáng kể. Các chương trình này bao gồm việc nhân giống trong môi trường nuôi nhốt và thả chúng trở lại tự nhiên, cùng với việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng khỏi sự xâm lấn của con người. Mỗi bước chân của chúng không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn là câu chuyện về sự sống, sự đấu tranh và sự hồi sinh. Hãy cùng chúng tôi bảo vệ và gìn giữ những kho báu thiên nhiên này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những điều kỳ thú về chó sói đỏ, một loài sói quý hiếm và đầy bí ẩn trong rừng sâu. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn về thế giới động vật hoang dã. Hãy cùng